chào các quý cô xinh đẹp nhà Melia. Thông thường khi mà chúng ta nghĩ về những sếp đầu công sở sẽ thường là những cái tính từ như là gò bó hay nhàm chán. Nhưng mà ngày hôm nay Melia muốn các chị xua đi suy nghĩ đó bằng một thiết kế cực kỳ thanh lịch và phá cách với gam màu xanh cổ vịt giống như là mê anh đang mặc đây. Thiết kế này có những chi tiết vô cùng độc đáo, ví dụ như là phần cổ vest, tay bồng che khuyết điểm, phần tà với dáng peplum với những đường xếp nếp khiến cho vòng eo của chúng ta được tôn lên, và phần quần sẽ hơi ống vảy ra một chút, sẽ tôn lên phần đôi chân dài của chúng ta. Với chất liệu blend Nhật co giãn sẽ khiến cho các chị đẹp dễ dàng trong những hoạt động và di chuyển hàng ngày. Mê anh nghĩ rằng set đồ này sẽ cực kỳ phù hợp khi mà chúng ta đi làm này, đi gặp gỡ đối tác hoặc đơn giản là đi dạo phố, đi cà phê thì cũng vô cùng thích hợp các chị nhé. Nếu như các chị đẹp đã thích set đồ này rồi thì hãy đến với cơ sở của Melia gần nhất để có thể mặc trải nghiệm và cảm nhận về set đồ này. Còn nếu như mà chúng ta quá bận rộn thì hy vọng rằng các chị có thể comment mua hàng ngay trực tiếp tại video này hoặc là inbox cho Melia. Chúng ta sẽ được free ship cũng như là kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và chúc cho các chị đẹp sẽ thật là tự tin rạng rỡ với set đồ này nhé.